Tội phạm cướp giật tài sản là một trong những loại tội phạm nguy hiểm và rất khó phát hiện. Hành tung của chúng thì thường thoát ẩn, thoát hiện, gây khó khăn rất lớn cho lực lượng công an thành phố. Mới đây, bằng quyết tâm của mình, Công an quận Hải Châu đã bắt giữ được hai đối tượng chuyên thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Hải Châu. Những ngày đầu năm 2020, người dân ở thành phố Đà Nẵng vô cùng lo lắng và bất an khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật ở trên đường. Lúc thì túi xách, lúc thì dây chuyền, những phụ nữ em gái là người mà các đối tượng cướp giật thường nhắm tới. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu đã khẩn trương lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong tháng 10, công an quận Hải Châu đã bắt giữ được hai đối tượng gồm Lê Phú Hoài Nam 29 tuổi trú tại phường Vĩnh Trung và Phan Xuân Kha 23 tuổi trú tại phường Chính Gián quận Thanh Khê. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Giữa năm 2020 thực hiện hành vi đoạn ngồi lên xe chở thêm người ngồi sau nữa, người thấy ai mang dây chuyền sơ hở là giật. Đặc điểm chung của các nạn nhân đều rất hoảng loạn và sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp nhớ đặc điểm của các đối tượng. Vì thế hết công tác truy xét tung tích của hai đối tượng Nam và Kha vô cùng khó khăn. Khai nhận với công an quận Hải Châu, Nam và Kha là anh em họ, đã cùng rủ nhau thực hiện trót lọt 28 vụ cướp giật. Cả hai từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua cái cách thức nó hoạt động như thế thì chúng ta có thể so sánh nhận định được ngoài cái phương thức và cái cách bọn này nó hay làm như thế thì còn cái đám nào nữa không? Tôi nghĩ là sẽ còn chứ không phải là ở nơi khác nó đến hoạt động như thế, thì cái việc chúng ta có những cái thông tin để tổng hợp thì chúng ta dễ có cái mở rộng chuyên án hơn. Hiện công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phú Hoài Nam và Phan Xuân Kha để tiếp tục điều tra mở rộng. Đối với tội phạm cướp giật tài sản ở bất cứ đâu, mỗi người dân nên đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tạo sơ hở để các đối tượng ra tay hành động dễ dàng.